Mai Vàng núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 18 tháng 2 năm Tân Sửu. Hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là tham khảo cách nuôi cây mai trong điều kiện thiếu nắng. Đó là cái tiêu đề tôi sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Do cái lời hứa của tôi, và cái này là cái tiêu đề tham khảo, và tôi sẽ thực hiện trên 4 cây mai của tôi đưa vào cái trường hợp thiếu nắng. Do đó nên cái nào tham khảo thì mình tham khảo, nhưng là gì các bạn, thực tế trên cây mai của tôi. Và những gì tôi chia sẻ các bạn là tôi đã làm rồi. Thì tôi chia sẻ thì các bạn xem, và có mình nếu mà các bạn mới thì có thể thử. Thế các bạn, mình thử ha, thử xem 5 cây mai thì mình đưa ra 1-2 cây, mình thử theo cách tôi coi có được hiệu quả hay không. Bây giờ trước khi vào tiêu đề này, mình xem lại. Bây giờ tôi có 2 cái trường hợp. Thì bây giờ theo cái cách tôi chia sẻ các bạn là gì? Rằm những cây mai phục hồi sau Tết rồi xả tàn. Các bạn nghe cho kỹ ha. Và đây là những cây mai sau Tết xả tàn liền. Tôi đã chia sẻ cái clip rồi. Tại sao có 2 trường hợp này? Thì bây giờ mình nói tới cái trường hợp những cây mai sau Tết phục hồi rồi xả tàn. Đây là tôi đã nói với các bạn rồi, mới chơi mai nên sử dụng cái phương pháp này. Thì kết quả nó ra sao? Thì ngày hôm nay sau 5 ngày, tức là khi tôi chia sẻ các bạn là cái ngày 13 tháng 2 hả các bạn, thì bữa nay là 18 tháng 2, 5 ngày sau, thì mình xem lại coi nó cái mầm đọt do cái cách làm mình là dừa rau dế thì nó phát triển như thế nào. Thì các bạn nhìn thấy nè, mới có 5 ngày thôi. Cái này là mình tôi nói là cái mồi nhữ nha các bạn, cái mồi nhữ ha. Rồi sau này mình sẽ điều chỉnh lại. Thôi đơn giản thôi, nếu mình phân tích sâu đây, các bạn thấy cái tài nè nó ra nè. Và những cái lá non mà nó còn trong khi mình cắt nó đã hình thành vậy rồi, thì trong lúc mình sạc tàn thì bữa nay nó mới lớn vậy. Đây là những cái mầm. Còn bộ hình các bạn, đây nè, các bạn thấy nè nó ra. Thì như vậy là gì? Đây nó ra. Như vậy là gì? Cái cách này là gì? Đối với các bạn mới biết chơi mai rất an toàn. Và tôi cũng sử dụng cách này. Dù tôi có làm hơi coi như nó có cái kinh nghiệm hơn những các bạn chơi mai nhà, nhưng tôi vẫn sử dụng cách này. Thì bây giờ yên tâm chưa? Rất yên tâm là gì? Cây mai này nó đã hoạt động trở lại nhẹ thôi, và toàn bộ luôn. Thì tôi có nói một cái này, bây giờ 5 ngày tới 7 ngày mình xịt. Các bạn nghe cho kỹ cái tiêu đề này nè, xịt một cử Atonit hoặc là 30-10-10 chỉ một lần mà thôi. Đây là cái câu nói của tôi. Với hàm lượng là 50% cho phép để chi? Tại sao từ 5 tới 7 ngày mình mới đưa vô? Thì nó sẽ hấp thu trực tiếp qua lá này. Nó sẽ phụ. Nó không đủ lực để cái này miễu đâu các bạn. Nó không đủ cái năng lượng. Bởi vì mình xịt có phân nửa hàm lượng à, thấy không? Đưa vô trực tiếp, tức là sau 5 tới 7 ngày mình đưa, thì ngày hôm nay tôi sẽ đưa cái thuốc nhất là gì? Con bọ trĩ. Đây là cái thời điểm mà con bọ trĩ nó thích hợp để nó phát tán. Do đó nên mình nên ngừa con bọ trĩ. Và tôi nói các bạn liên tục 5 ngày xịt lần đi các bạn. Và chỉ đưa một lần nữa, nhắc lại là không nhắc lại nữa ha. Một lần cái hàm lượng 30-10-10 hoặc là Atonit bón trên lá, chứ tôi không có nói bón gốc, bón xịt thẳng trên lá với phân nửa hàm lượng chỉ một lần mà thôi. Và cách làm tôi đây tới Tết không xài cái hàm lượng này trên bón lá nữa. Thì bây giờ đó là cái gì mà tôi nhắc lại các bạn. Và những cái cây mai này, cây mai lớn thì tôi sạc tàn bằng cách này. Rồi các bạn yên tâm chưa? Thì đây nó cũng ra nè các bạn. Đấy, như vậy thì mình đâu còn chờ đợi ha. Đây do cái cách làm mình là làm dở thì mình cứ sử dụng cách này. Và có những bạn nói rằng làm theo tháng 2 con sạc tàn, thì những người chơi mai xung quanh nói là con khùng. Thì nói bạn cũng như nói tôi mà thôi. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè, tùy. Thì bây giờ tôi nói các bạn là mình làm sao, mình làm mình biết bảo quản cây mai mình mà thôi. Và một cái điều nữa các bạn ráng kiên nhẫn. Đây là cây mai mà tôi sạc tàn trước đó, trước nha.
là tôi không nhớ ngày cây mai nó lớn cỡ như vậy. Mà bây giờ do cái cách bình chừa cái rau dế nó ra như vậy thì yên tâm chưa các bạn? Rất là yên tâm. Cũng như cái nhánh này tại sao tôi chừa? Nữa mình cắt bỏ chứ để làm chi, nhưng nhử cái mồi nhử, mình nhử cho cái cành này nó hoạt động thì cái cành này nó sẽ ra. Rồi, đó là sơ về cái phần kia, phần tôi ôn lại. Và bây giờ trở lại cái những cây mai, cách tham khảo cách nuôi những cây mai trong điều kiện thiếu nắng thì như lời hứa tôi đã hứa với các bạn là gì? Tôi sẽ đem 4-5 cây, và đây là những cái cây cũng đỡ đỡ ha các bạn ha. Cái cây mai á là tôi đã sạc tàn hồi sau khi ăn Tết sạc tàn, thì bây giờ từ từ nha các bạn. Thì những cây mai này cũng là được ha. Tôi sẽ nuôi trong cái điều kiện là gì các bạn? Thiếu nắng. Tức là tôi đã chia sẻ rồi, thì các bạn thấy nè, những cây mai bình thường nó ở điều kiện ngoài phải từ 5-60% đổ lên trên cái lượng nắng thì nó mới điều hòa cái nút cái gạo mình cho bông Tết. Còn đa số những cây mai trồng ở cái điều kiện thiếu nắng, nhất là những cái anh bạn ở thành phố, thì Tết thường là nó cho bông ít hoặc là nó không ra bông. Thì cái điều kiện như thế nào tôi sẽ giải quyết ở đây. Nè các bạn thấy nè, cái mái nhà của tôi và cái mái nhà này thì cái nắng này khoảng 2 tiếng các bạn, hoặc 2 tiếng rưỡi vào 1 giờ trưa 12 giờ, khoảng 1 giờ trưa tới 2 giờ rưỡi 3 giờ gì đó, khoảng 2 tiếng rưỡi nắng thì tôi sẽ nuôi như thế nào. Thì năm rồi, bây giờ vô chủ đề nè. Đối với những các bạn nuôi ở thành phố và ở nhà, do cái điều kiện cây cối nó thiếu nắng thì bây giờ mình cũng có cách áp dụng. Sao cái này là tôi gọi là tham khảo nha các bạn. Nhưng mà cái gì? Thực tế tôi sẽ nuôi những cây mai này trong điều kiện thiếu nắng. Tôi chưa làm, nhưng mà cái suy nghĩ của tôi nghĩ chắc không đến đổi, là các bạn áp dụng theo cái nuôi trong nhà lưới. Những anh em người ta nuôi cái cây mai thường đa số, bởi vậy tôi nói các bạn, mình xem người ta chia sẻ cái cây mai đó nuôi trong nhà lưới, hai cây mai nuôi ngoài tự nhiên, hai cái này nó khác nhau. Phải không các bạn? Cây ngoài tự nhiên tôi sẽ phân tích từ từ vô nè. Cái nước nó cũng phải nhiều hơn ở trong thiếu nắng, đúng không các bạn? Và cái phân gì cho thích hợp vào cái mai, cái này là nó quan trọng. Và bây giờ tôi nói các bạn nè, những cái này thì tôi đã nói rồi, các bạn cứ nuôi theo cái chế độ của tôi chia sẻ. Tới tháng 5 âm lịch đi, mình sẽ đổi chế độ phân. Tôi sẽ chia sẻ cái phần mà nuôi cây mai thiếu do cái điều kiện thiếu nắng, thì có nhiều các bạn kêu chia sẻ trước thì hôm nay tôi chia sẻ. Thì cây mai này nó cũng không có gì các bạn, theo tôi nghĩ là bây giờ chế độ phân này dứt khoát, cái này là dứt khoát, không dùng phân bón lá cũng như là Atonit hoặc 30-10-10 hoặc là N3M kích rễ trong cái điều kiện này. Tại làm sao? Các bạn đã bị rồi, thừa đạm thì nó kéo đọt, heo nó không tạo được nút. Là tại làm sao? Bây giờ tôi phân tích nè. Cũng như bây giờ những cây mai này là những cây mai nó lao động, tức là nó trực tiếp ngoài nắng, do đó nên nó phải chống chịu với cái nhiệt độ hiện nay là các bạn biết ở của tôi 37-38 độ, đúng không? Do vậy cái lượng nước nó cũng cao hơn và cái lượng phân nó cũng cao hơn, lao động. Còn cái này là nó ít lao động thì đương nhiên nó phải ăn ít rồi. Mà mình đưa nhiều quá, nhất là mình đưa những cái hàm lượng đạm cao quá, thì Tết đa số các bạn chia sẻ năm rồi với tôi là nó kéo cái đọt ra, nó không tạo mầm bông, phải không? Thì hôm nay tôi sẽ điều chỉnh nó lại như thế nào. Cái nước bây giờ tôi điều chỉnh từ từ nha. Cái nước thì tôi nói các bạn là nó uống nước ít hơn người ta, do cái điều kiện nó một ngày nó chỉ có 2 tiếng hoặc là 3 tiếng trở lại thôi, ít hơn người ta. Nhưng tôi nói các bạn tưới làm sao tưới, đừng để nó thiếu nước. Ở ngoài nó có thể uống 2 lít, nhưng mà cái này nó uống nửa lít. Các bạn thấy rõ ràng không? Do đó là nước trước. Nhưng
với tôi nói là đừng để thiếu nước với điều kiện sơ dừa và vỏ trấu nha các bạn. Thì các bạn tưới vô thì tôi nói như cái mền, các bạn nhúng nước phơi lên trong khoảng một tiếng hồ thì nó thành cái độ ẩm. Do đó nếu cái này có hơi dư nước cũng không đến đổi, đừng để nó chết khô. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là gì? Không đưa bất kỳ, khi mà nó đã phục hồi vậy rồi ha, không đưa bất kỳ cái hàm lượng, tôi nhắc lại thôi, Atonip 30-10-10 hoặc là N3M, cả bón gốc lẫn bón, cả xịt lá lẫn bón gốc, là nó tạo người ta béo phì, người ta cái năng lượng người ta không có làm việc nhiều, không có chống chọi nhiều, mình đưa vô thì sao? Nó dư đạm. Dư đạm thì sao? Cây mai nó không tạo nút gạo trong cái ngày Tết. Rồi từ từ tôi sẽ chia sẻ các bạn, bây giờ nói đại khái thôi ha. Và thêm một cái thao tác này nữa này các bạn, tôi sẽ làm trong cái mai này. Cái nguyên tắc để tạo mầm bông là gì? Hạn chế cái đọt non này, đúng không các bạn? Tôi sẽ chia sẻ năm rồi ha. Mình làm thế nào để cho cái đọt non này nó ra chậm hoặc là đứng đọt non thì nó phát triển nút, mà đọt non phát triển thì cái nút gạo nó không phát triển. Đây là chia sẻ tổng quát ha, rồi tôi sẽ làm từ từ. Thì sao các bạn? Mình có cái cách là cái gì? Cái chế độ khoan thì cứ đưa y như tôi đi, rồi như cái những cây mai ở ngoài đi các bạn. Là gì? 15 ngày bỏ hữu cơ, mình giảm phân nửa lại thôi. Hữu cơ và 15 ngày đưa DAP. Là tôi nói đáp thì có những bạn nói là nói vậy người ta cười, thôi mình dốt đi các bạn. Đáp DAP tức là mình đọc đáp. Rồi. Cứ như vậy liều lượng giảm lại với cái là hoành 25 tới 30 thì tôi xài cái lượng đáp là một muỗng ăn canh gạt ngang, thì cái này mình giảm lại. Rồi ha các bạn, cứ nuôi như vậy tới tháng 5 tôi sẽ đổi chế độ, tức là mình có thể đưa một cái hàm lượng kali như thế nào hơi sớm một chút, do cái điều kiện của mình nó nằm ở trong mát và liên tục mình ngắt cái lá này. Đây là tôi ôn lại nè, tức là mình sửa tàn, có thể mình nuôi những cây mai ở trong cái điều kiện mà cái na nắng thiếu này thì sao các bạn, cái tàn rất là đẹp, làm tại sao mình có quyền ngắt cái này liên tục tới tháng 10 luôn. Thì tôi sẽ thực hiện cái này, bây giờ nói nữa thì bây giờ nó kéo cái thời gian. Bây giờ thực tế trên cây mai, nếu các bạn nào cứ thử với tôi mà tôi bảo đảm, tôi theo cái suy nghĩ của tôi, bởi vì cái này là tiêu đề tham khảo thôi. Cái suy nghĩ của tôi là gì? Tôi sẽ làm được cái này, lấy bông 50% đối với những cây mai. Và cái gì? Thực tế những gì trên cây mai của tôi sẽ để những cái chậu này và tôi sẽ làm cho các bạn xem. Thì bây giờ tôi có bông thì các bạn không bông, nên thử đi các bạn. Bị gì sao? Đa số những cây mai trong năm rồi đưa trên clip cho tôi đều không có bông. Rồi, đây là cái đại khái. Nếu các bạn tin tưởng đăng ký và đồng hành, tôi sẽ chia sẻ riêng về những cây mai này. Đây là cũng cây mai mới cắt lặt lá nha các bạn, tại thằng nhỏ nó làm biếng nè, lặt lá bỏ đi. Và những cây mai nó cũng giống như hai tiêu đề, cây mai phục hồi rồi mới sạc tàn và cây mai sau khi ăn Tết sạc tàn, cũng là hai cái tiêu đề nó rời nhau để tôi chia sẻ các bạn. Và những cây mai này bây giờ tóm lại là gì? Bây giờ thực hiện cái từ bước đi các bạn. Bây giờ nếu mà tôi chia sẻ luôn nguyên một năm thì được, nhưng mà các bạn sẽ không nắm được là cái gì. Thứ nhất, cái nước thì mình phải giữ độ ẩm rồi, không sao đâu các bạn, cứ tưới đi. Tuy là ở trong mát nó sẽ ít hơn, nhưng nó để mức độ an toàn nếu các bạn biết giữ cái độ ẩm xuyên suốt. Cái thứ hai là gì? Không đưa phân kích rễ, không đưa phân bón lá vào cái giai đoạn đối với những cây mai trong mát. Là tại sao? Thì tôi đã nói rồi, nó ít hoạt động hơn, mà mình đưa cái đó nó dư, cái hàm lượng nó sẽ là dư đạm, tôi gọi là béo phì.
nhất là vào cái những giai đoạn tháng 8, tháng 9, tháng 10 mình sẽ tăng cái hàm lượng kali nhẹ lên do cái điều kiện thiếu nắng, thấy không? Làm và sửa cái lá này có quyền ngắt những cái đọt này, và ngắt như thế nào thì từ từ tôi chia sẻ. Tức là mình khống chế nó từ tháng 2, tháng 3 cho nó ổn định đi rồi mình ngắt nó tới tháng 10 luôn. Trong cái điều kiện như vậy thì nó lại không bao giờ nó lại tạo cái mầm bông được, gạo được. Đó là những cái điều kiện tôi đưa ra và các bạn với tôi cùng tham khảo, và tôi chia sẻ trên thực tế cây mai này. Rồi bây giờ bổ sung nè, đối với những anh bạn ở ngoài Bắc, tôi cũng có cái này cũng tham khảo nha các bạn. Do cái điều kiện thời tiết của các bạn lạnh, do đó mình cần phải có cái gì, cái nút cái gạo nó lớn sớm, khoảng tháng 10 là cái nút nó lớn. Để chi nó qua cái mùa Bắc thì nó lại lạnh, thì các bạn suốt lá theo cái điều kiện ở ngoài không thuận lợi. Thì cái về lặt lá thì các bạn định ha. Thì theo tôi suy nghĩ tôi chia sẻ các bạn thôi. Thì bây giờ dứt khoát là cây mai này ở trong các bạn, và cây mai ở ngoài trời. Thì các bạn ngoài Bắc thì nuôi thường nuôi ở ngoài trời vậy, đúng không? Thì sao các bạn? Các bạn cũng ngắt sớm. Cắt, tại vì cái nguyên tắc là gì? Đứng lá, đứng đọt thì nó tạo mầm bông, nhất là trong cái giai đoạn từ tháng 6, tháng 7 các bạn cứ ngắt tiếp. Thì tháng 10 cái nút nó rất lớn, và các bạn sẽ sử dụng cái ngày lặt lá vào tháng 11 theo cái ở ngoài Bắc. Là cái chủ yếu là gì? Ngoài Bắc là phải làm cái nút sớm hơn ở trong Nam. Và ở trong Nam tôi nếu làm như các bạn, cái nút mà lặt lá tới tháng 7 là tôi ngưng rồi, tôi không dám rứa tới cái đọt nữa, để cho cái nút lên từ từ. Còn đối với những bạn ngoài Bắc cứ lặt lá, cứ ngắt cái đọt lá để cho nó tạo mầm bông, nó sớm hơn trong Nam, và nó sẽ gặp thời tiết lạnh nó đứng lại, thì tới đó các bạn sẽ xử lý cái ngày lặt lá theo kiểu của ngoài Bắc. Đó là cái gì tôi chỉ góp ý, chứ tôi là cái người không phải ngoài Bắc, cái này là đón mò. Nhưng mà trong cái đón mò tôi theo cái kinh nghiệm mà tôi có được trong về chăm sóc cây mai, và đó là tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Và một lần nữa tôi nói các bạn, tuy là tôi nói là gì, tham khảo đối với những cây mai thiếu nắng, nhưng trên thực tế cái gì tôi chia sẻ là thực tế trên những cây mai của tôi. Và những cây mai này các bạn xem á, tôi sẽ làm trong cái điều kiện thiếu cái ánh nắng, xem coi Tết này mình có giải quyết nó được hay không. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.